tiếng, gây rất nhiều tội ác là nỗi kinh hoàng với biết bao người, đặc biệt là bà con tiểu thương tại chợ Đồng Xuân. Cầm đầu băng tội phạm này là Dương Văn Khánh, sinh năm 1956, biệt danh Khánh Trắng. Dưới vỏ bọc của một ông chủ nghiệp đoàn bốc xếp chợ Đồng Xuân, liên tục từ năm 1991 đến tháng 5 năm 1996, Khánh Trắng và đàn em đã gây ra nhiều vụ giết người, hiếp dâm, cướp, trốn thuế. Phần lớn các vụ này, Khánh Trắng giữ vai trò chỉ đạo, đồng thời là kẻ thực hiện tội phạm một cách tích cực nhất. Khánh Trắng dùng tiền để tạo ra mối quan hệ khá thân với một số đơn vị cá nhân để hợp pháp hóa tội ác của mình. Ngày 13 tháng 10 năm 1998, bản án tử hình Dương Văn Khánh đã được thi hành tại trường bắn Cầu Ngà. Đã gần 20 năm kể từ ngày tập đoàn tội phạm này bị xóa sổ, nhưng tính thời sự của vụ án vẫn còn nguyên vẹn. Chương trình hồ sơ vụ án kỳ này xin được gửi đến quý vị và các bạn những tình tiết chưa được công bố về chuyên án triệt phá băng đảng xã hội đen do Dương Văn Khánh cầm đầu. Đường phố Hà Nội những năm 90. Những dãy phố với cửa hàng cửa hiệu thanh bình. Đường phố nhẹ nhàng, không đông đúc. Chợ Đồng Xuân với những sạp hàng san sát của những tiểu thương, không khí mua bán rộn ràng. Người bán kẻ mua ra vào khá tấp nập. Nhìn những hình ảnh này, ít ai có thể tưởng tượng được rằng hàng ngày, hàng giờ, bà con tiểu thương đang phải chịu đựng sự o ép, lộng hành đến mức vô cùng ngột ngạt của băng Khánh Trắng. Thời điểm đấy bà con sống quá là trên cả địa ngục đấy, vì hoàn cảnh người ta đã ra bao nhiêu các tiểu thương ra chợ buôn bán, bao nhiêu năm bây giờ này, buôn bán đã khó khăn rồi, bây giờ hắn lại nó o ép đủ các thứ nữa, đâm ra bà con khổ sở đủ các mọi mặt luôn. Nhìn thấy quân Khánh Trắng dồn xuống là còn tâm trí đâu buôn bán nữa. Vốn là đầu mối giao thương sầm uất nhất Hà Nội, chợ Đồng Xuân là nơi nuôi sống của hàng ngàn tiểu thương. Việc buôn bán đang suôn sẻ thì Khánh Trắng cùng đám đàn em xuất hiện. Kể từ đó, tiểu thương bị chen ép đủ bề. Họ không được phép vận chuyển chính hàng của mình vào chợ, mà phải thuê quân của Khánh Trắng với giá trên trời. Ai muốn bán hàng phải làm đơn xin phép Khánh. Ngang ngược hơn, Khánh còn cho đám đàn em bắt thu tiền phạt của những ai vi phạm nghị định 36CB của chính phủ. Khánh bắt đầu dùng cái mưu kế là anh em bốc vác của tôi là lên cầu cho anh em của Khánh Trắng, lên cầu dọa anh em bốc vác của tôi cấm không được sang chợ đi lại làm, nếu mà sang đi làm là nó đánh chết. Khánh Trắng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình vô cùng phức tạp. Bố của Khánh có 3 bà vợ, mẹ Khánh cũng có 3 ông chồng. Vì vậy, anh em nhà Khánh mang 3 dòng họ khác nhau. Theo tự khai của Khánh, thì bên họ Dương, Khánh có 11 anh chị em cùng bố khác mẹ. Khánh là con út. Anh em cùng mẹ khác cha thì Khánh có 8 anh em, y là con đầu. Anh em cùng bố với Khánh đều là những trí thức làm ăn tử tế. Khi bố Khánh còn sống, dòng họ Dương không thừa nhận y là con trong gia đình. Từ nhỏ, Khánh sống với mẹ và các em cùng mẹ khác cha tại 26B Kỳ Mã. Gia đình khó khăn, thường xuyên phải nhận trợ cấp của nhà nước. Khánh có 4 anh em trai cùng mẹ, thì 3 trong số đó nhiều lần bị bắt tập trung cải tạo về các tội trộm cắp, cố ý gây thương tích. Khánh học hết lớp 5 thì bỏ học. Năm 1975, đi làm công nhân nhà máy cao su Sao Vàng được 8 tháng thì bỏ việc. Cái tên Khánh Trắng đơn giản chỉ bắt nguồn từ nước da quanh năm suốt tháng chống bùng của y.
Và sau này, trong giới giang hồ, cái tên ấy đi kèm với một loạt những tội ác mà bất cứ người dân lương thiện nào cũng khiếp sợ. Giang hồ đất Bắc mỗi lần nhắc đến Khánh Trắng đều đáng ngại. À, từ cái yếu tố gia đình đó thì cái đạo đức, cái tâm lý, cái tình cảm nó sai lệch thì nó sẽ biểu hiện ra những hành vi lệch chuẩn. Khi mà nhận thức không đầy đủ và tiêu cực thì sẽ dẫn đến những hành vi tiêu cực và lệch chuẩn, qua đó tác động xấu đến yếu tố xã hội. Cho nên cái việc mà Dương Văn Khánh dấn thân vào con đường phạm tội mà có yếu tố hình thành nhân cách từ phía gia đình là một hệ quả, đó là nguyên nhân và điều kiện, và cái nguyên nhân đó nó tác động vào cái môi trường cụ thể thì nó dẫn đến những hành vi phạm tội. Đó là một điều tất yếu, đó là quy luật. Sau nhiều lần ra tù vào khám với 5 tiền án tiền sự, đến năm 1989, Khánh mua xe xích lô ra gầm cầu Long Biên trở làm thuê. Không chỉ liều mạng, đám giang hồ Hà Nội lúc ấy còn biết đến Khánh Trắng như một tay đao búa thông minh, có tài chỉ huy và đầy tham vọng. Khánh chiêu nạp được một đám đàn em mặt đầy tiền án, trán đầy tiền sự như Sơn Lùn, Đức Chính Ủy, Thành Xăm, Triệu Ngọt. Với sự lọc lõi của một tên giang hồ cộng cán cũng như những tháng ngày ăn cơm tù ở khám đã dạy cho Khánh những mánh khóe, sự lọc lõi lưu manh trong thế giới tội phạm lúc bấy giờ. Nhận thấy việc kiếm tiền bằng hình thức bảo kê tại chợ Đồng Xuân và các khu vực buôn bán lân cận đang là một vùng đất màu mỡ, cơ hội cao, cần có những vỏ bọc hoàn hảo nhằm qua mắt các cơ quan chức năng lúc bấy giờ. Khánh đã nghĩ tới việc phải thay đổi hình thức hoạt động để thích nghi với thực tại, chứ không thể làm ăn kiểu vụn vặt đơn lẻ cò con như các bậc đàn anh trước đây. Cùng lắm cũng chỉ nuôi đủ miệng, nhưng với Khánh, bản chất là một kẻ tham lam tột độ, như vậy là không đủ. Cùng với đó là tham vọng làm bá chủ một vùng càng khiến cho Khánh lao vào con đường phạm tội với màu sắc xã hội đen có tổ chức bài bản. Ngày 17 tháng 7 năm 1991, Khánh làm đơn xin thành lập đội dịch vụ bốc xếp tự quản. Số thành viên ban đầu là 140 người với 50 chiếc xích lô. Ban đầu, đội dịch vụ bốc xếp này đã từng có ý kiến của lãnh đạo chính quyền sở tại khi ấy rằng cần phải nhân rộng mô hình tự quản này. Số người xin gia nhập tổ tự quản ngày càng tăng. Đến khi thấy chợ Đồng Xuân vẫn là mảnh đất quá bé để làm ăn, Khánh tìm cách mở rộng ảnh hưởng ra khu vực chợ Bắc Qua và các khu vực khác. Với bản chất lưu manh, lại nắm trong tay khá đông thành phần bất hảo nên tiếng tăm của băng Khánh Trắng nổi như cồn, làm cho các băng nhóm khác trên địa bàn Hà Nội, thậm chí ở Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh cũng phải e dè kiêng kỵ. Trong vụ án Dương Văn Khánh, chúng ta thấy là Dương Văn Khánh là đối tượng đã từng có tiền án tiền sự và cũng đã từng tham gia vào rất nhiều các ngóc ngách. Chúng đối tượng này không thiếu những phương thức thủ đoạn, và đây cũng là đối tượng biết nắm bắt những cái sơ hở, những cái thiếu sót, những cái kẽ hở của luật pháp, những cái sơ hở trong quản lý, và nó tạo ra một cái môi trường xã hội thuận lợi. Và đây cũng là phải nói là những cái vụ án điển hình đầu tiên trong cái thời kỳ mà chúng ta đổi mới về hình thành các tổ chức tội phạm và hoạt động theo một cái mô phương thức thủ đoạn rất mới. Đến năm 1996, Dương Văn Khánh chính thức trở thành chủ tịch nghiệp đoàn bốc xếp chợ Đồng Xuân. Khi ấy, quân số của nghiệp đoàn bốc xếp đã lên đến khoảng 500 người. Tiểu thương chợ Đồng Xuân và các chợ lân cận thường thấy hình ảnh một ông chủ tịch nghiệp đoàn bốc xếp đi xe dép cùng với vài tên vệ sĩ mặt mày bắp trợn lượn vè vè quanh khu vực chợ Đồng Xuân để cảnh sát. Khánh Trắng còn tự ý phạt ô tô đi ngược chiều, phạt những người lấn chiếm lòng đường, lề đường, thu lệ phí của những người ở tỉnh xa ra vào khu vực chợ Đồng Xuân, Long Biên. Đi đi! Đây!
Khánh cũng đưa ra luật không ai được phép bốc rỡ hàng hóa của mình bất kể khối lượng lớn hay bé. Khánh Trắng làm về cái mảng bốc xếp, vì bà con tiểu thương những cái xe cộ mà không có người bốc thì là không làm ăn gì được, nên là Khánh mượn vào cái cơ đấy để dồn quân xuống ép bà con, là bắt buộc cho bên quân hắn để bốc lấy tiền. Không thuê thì hắn tìm đủ mọi cách dằn mặt thế thơ lọ kia, chặn xe hoa quả không cho vào chợ. Cho nên bà con tiểu thương nên ai cũng vì người ta manh cơ, miếng cơm manh áo người ta thì người ta phải buôn bán, người ta phải chấp nhận. Dù rất bức xúc nhưng mà kêu rất nhiều rồi nhưng mà không làm gì được. Nên Khánh càng lộng hành ép bà con tiểu thương chợ, kể cả Đồng Xuân hay Long Biên ấy, rất nhiều. Đâm bà con không cho bốc thì nó cứ cho người vào bốc, sờ tay vặn lấy tiền, kể cả không bốc vào cái thời điểm đấy. Tiểu thương nào không chịu cho quân của Khánh Trắng bốc hàng, y như rằng bị đám tay chân của hắn ca kịa thành thục. Chính Khánh Trắng sau này đã thừa nhận, đội quân của mình phát thì ít mà bốc thì nhiều. Vừa bắt hàng, chúng vừa tổ chức lấy cắp, thậm chí là cướp ngay trước mặt chủ hàng mà không ai dám hò hẹn. Tôi đi làm về thì cái hôm rông to, tôi bắt đầu lên đầu cầu, lên cầu thì gió to lắm, thì tôi mới cởi cái mũ ra, thì tôi cởi cái mũ tôi treo vào xe, thế tôi đạp được khoảng độ 50-60 mét. Thì ba bốn thằng nó cầm típ bước vót nhọn ấy, vót nhọn ấy, thế là cứ xuống nó đánh, nó đâm tôi. Nhưng cũng rất là may là tôi có cái xe đạp, tôi cứ vòng quanh cái xe đạp tôi nhất nên tôi cũng đỡ được nhiều. Nhưng cũng vụt được tôi vào đầu, rồi là vào chân vào tay, sưng phải nghỉ mất vài ngày. Những năm đó, tiểu thương chợ Đồng Xuân bị băng nhóm của hắn o ép đủ đường. Ai muốn làm ăn yên ổn thì phải ngoan ngoãn tạo điều kiện cho chúng làm việc. Với cách ra tay tàn độc của Khánh, bà con tiểu thương luôn khiếp sợ mỗi khi thấy đội quân của Khánh xuất hiện đòi bốc vác về. Không ai bảo ai, họ nêm nếp bỏ tiền ra về bốc vác, dù trong lòng căm hận Khánh Trắng và đám đàn em của hắn đến tận cùng. Cũng từ đó, hắn thẳng tay bóc lột mọi người. Thỉnh thoảng, Khánh còn bày trò sắp xếp lại chỗ ngồi. Ai muốn có chỗ tốt hơn thì phải chi tiền. Theo tính toán sơ sơ, thì từ năm 1993 cho tới khi bị bắt, mỗi tháng Khánh thu không dưới 100 triệu đồng cho riêng mình. Bà con bây giờ ngành tiểu thương người ta vì người ta va chạm ít nên là người ta buôn bán, đâm ra Khánh cho quân vào đấy để ép giá mặc cả luôn, bao tiền bắt bà con tiểu thương lộp từng đấy, thì bà con người ta muốn yên ổn làm ăn người ta phải chấp nhận theo thôi. Cũng tại thời điểm Dư Văn Khánh tắc yêu tắc quái tại chợ Đồng Xuân thì trong giới giang hồ lúc bấy giờ cũng tồn tại những băng nhóm máu mặt như Phúc Bồ, Tin Palestine hay Sơn Bạch Tạng đang bành trướng thế lực, chiếm lĩnh những vùng đất màu mỡ trên địa bàn Hà Nội. Trước sự phát triển lớn mạnh của các đối thủ đang đe dọa tới địa bàn làm ăn của mình, đây cũng chính là mối lo thường trực trong suy nghĩ của Dương Văn Khánh. Từ đây, Dương Văn Khánh càng say máu khẳng định vị trí của mình một cách tàn độc và bất chấp cả mạng người. Thank you.
vào va chạm xích mích giữa đàn một người buôn bán mũ cối ở chợ Đồng Xuân với một thành viên trong tổ trật tự tự quản chợ do Khánh làm bộ trưởng. Trưa ngày 24 tháng 3 năm 1991, hai bên đã xảy ra va chạm. Cho rằng Đạt đã qua mặt mình, Khánh lệnh cho các tay chân đi bắt Đạt về giải quyết. Đến cửa số nhà 44 phố Hàng Chiếu phát hiện ra đối tượng, Khánh cùng nhóm tay chân thẳng tay sát hại Đạt, sau đó khiêng xác lên xe xích lô chở đi. Sau vụ việc trên, với cái đầu tinh danh của Khánh tính toán, đưa một đàn em thân tín ra nhận tội thay, còn y thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Với thành tích giết người nhưng trắng án, Khánh nổi lên như cồn, khiến các băng đảng khác phải kiêng nể phần nào. Cái vụ án mà Dương Văn Khánh ra tay giết Nguyễn Đức Thắng để lấy số và cũng đồng thời gian mặt các đối thủ tiềm năng, tiềm tàng. Đấy cũng là một trong những cái cách thức, một cái phương thức mà cái quy luật của các băng nhóm tội phạm. Và đây vụ án này cũng giống một giọt nước tràn ly. Đó, nó làm gây được bức xúc, gây tình hình tội phạm rất phức tạp ở địa bàn này. Và cũng đây cũng chỉ tạo ra những xung đột lớn giữa các băng nhóm tội phạm. Và nó bộc lộ ra trong cái hành vi phạm tội của chúng. Không như những đồn thổi của mọi người về việc công an bảo kê cho Khánh Trắng, mà từ năm 1992, băng nhóm tội phạm Khánh Trắng đã nằm trong vòng ngắm của đơn vị chống tội phạm có tổ chức thuộc Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội. Ngày ấy, đội đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội đã thu thập khá đầy đủ tài liệu về Khánh Trắng. Cục Cảnh sát Hình sự đã tung những trinh sát dày dặn kinh nghiệm để nghiên cứu những vụ việc có liên quan đến Khánh. Năm 1993, thì tôi được phân công về làm đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội. Thì đối tượng Khánh lúc đó đã là một cái đối tượng mà nằm trong cái diện mà chúng ta phải theo dõi và để ý. Nhưng mọi người cũng nhớ rằng là đối với tội phạm có tổ chức thì những cái phần tử cầm đầu, những cái tên là anh chị cầm đầu thường là đứng đằng sau và giật dây cái đám đàn em thực hiện những cái tội phạm cụ thể. Cho nên cái việc bắt giữ nó hoặc chứng minh tội phạm nó không phải là đơn giản. Và chúng ta nhớ rằng là Khánh thì là khác với những đối tượng lưu manh khác. Ở Hà Nội lúc đó là có một cái mối quan hệ rất nhiều đối với các cơ quan công quyền, kể cả các cơ quan bảo vệ pháp luật. Thì đây là một cái trở ngại lớn nhất mà phải tính đến khi mà chúng ta thực hiện cái chuyên án này. Thì vì cái lý do đó cho nên là khi mà bắt đầu nhận nguồn tin trên ấy, thì chỉ có trực tiếp tôi và đồng chí Đào Anh Tuấn là một trinh sát mà tôi thấy rằng là bản thân anh Tuấn cũng là một người có trình độ nghiệp vụ, có hiểu biết về cái xã hội đen và đặc biệt là có một cái bản lĩnh. Bởi vì trong cái việc này, cái sự ngáng trở nó không phải chỉ đến từ phía đối tượng. Cho nên là phải một người có đầy đủ bản lĩnh, biết giữ bí mật, giữ nghiêm kỷ luật công tác mới có thể thực hiện được. Vậy là từ đó, ngoài công việc hàng ngày, Trung úy Đào Anh Tuấn lặng lẽ làm phần việc đã được giao. Đứng ngoài giờ làm việc, anh dành thời gian la cà khắp Hà Nội, tiếp xúc với đủ thành phần trong xã hội,
từ Lưu Manh đến những tay giang hồ đã gác tiếng để dựng lên chân dung và từng mối quan hệ nhằng nhịt của Cánh Trắng. Tôi được thực hiện nhiệm vụ một mình và không được tiết lộ bất kể ai ngoài đồng chí đội trưởng. Đây là một điều khó khăn cho tôi vì lẽ là không có sự trợ giúp của đồng đội, mà bất kể việc gì khó đến đâu cũng phải tự nghĩ cách để giải quyết. Từ việc nghiên cứu hồ sơ tài liệu đến hàng chục kg tài liệu là một mình tôi nghiên cứu. Rồi cái thứ hai là triển khai các biện pháp nghiệp vụ thì cũng triển khai một mình, đơn phương độc mã, cũng không có sự trợ giúp của bất kỳ đồng đội nào. Đêm về, anh lại tìm đọc hàng chồng hồ sơ dày cộp có liên quan đến Dương Văn Khánh lẫn hồ sơ liên quan đến đám đàn em của gã. Hồi đó thì tôi cũng suy nghĩ, đau đáu suy nghĩ là vì sao một đối tượng tội phạm hình sự nguy hiểm mà gây ra một vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng như vậy mà lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thì từ đó tôi đã, bằng các cái biện pháp nghiệp vụ, tôi đã tìm được gia đình nhà nạn nhân là anh Đạt ở đầu ngõ 24 phố Đội Cấn, là địa chỉ cũ. Thì tôi đã tìm được bà Hiền, là một bà già bán hàng nước, là mẹ anh Đạt. Thì bà đã mời tôi vào nhà và lấy ra tất cả những cái đơn thư khiếu nại gửi các cấp, rất nhiều, hàng chục kg để gửi các nơi. Thì dựa vào những cái thông tin từ những cái đơn khiếu nại đó của gia đình nhà bà Hiền, thì tôi đã lần ngược lại được cái hồ sơ của vụ án đó đã nộp lưu tại phòng hồ sơ cảnh sát. Thì qua nghiên cứu cái hồ sơ này thì tôi thấy là có nhiều điểm nó không được bình thường. Lúc đầu thì là Dương Văn Khánh liên quan đến vụ án, thế sau đó trong bản kết luận điều tra thì lại là trở thành nhân chứng vụ án và chỉ bị xử lý hành chính. Đấy, thì mặt khác dư luận xã hội lại đồn thổi là cái đối tượng Dũng ở bên phố Kim Mã, 7 ngõ 3 Kim Mã là đứng ra nhận tội hộ Khánh, chính Khánh đâm. Đến gặp gia đình nạn nhân, nhìn thấy cảnh bà mẹ phải bán nhà cửa đi kêu oan cho con khắp nơi mà không được, anh Tuấn đặt quyết tâm phải đưa Khánh Trắng ra trước vành móng ngựa. Tôi thấy nhiều điểm bất minh và cần xem xét lại. Thế thì muốn xem xét lại vụ án này là sự hai phiên tòa sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật, thì không phải là chuyện đơn giản, là vụ án xảy ra đã 5 năm, cho nên là rất khó khăn. Thế thì tôi nảy ra cái ý nghĩ là bây giờ có cái biện pháp nghiệp vụ theo dõi sao Khánh Trắng, bất kể lúc nào Khánh Trắng vi phạm pháp luật, củng cố kịp thời cái chứng cứ tài liệu để bắt Khánh Trắng về cái việc vi phạm pháp luật khác, thì từ đó mới có điều kiện xem xét lại vụ án. Sau rất nhiều cân nhắc, anh Tuấn và ban chuyên án thống nhất đi đến quyết định chỉ còn cách đợi thời cơ bắt Khánh Trắng từ một vụ án khác để lật ngược lại vụ án giết người này. Và cuối cùng, thời cơ ấy cũng đến. Chúng tôi xin được nhắc lại rằng chuyên án triệt phá băng đảng xã hội đen Khánh Trắng không phải được bắt đầu từ ngày 25 tháng 6 năm 1996. Ngày hắn tổ chức cướp nhà hàng khách sạn 71DE Kim Mã do ông Vũ Thanh Mạnh làm chủ, mà trước đó từ năm 1992, băng nhóm tội phạm này đã nằm trong vòng ngắm của đơn vị chống tội phạm có tổ chức thuộc Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an và Công an Hà Nội. Ngày ấy, đội đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội đã tung những trinh sát trẻ yêu nghề và đầy nhiệt huyết như Trung úy Đào Anh Tuấn, nay là Thượng tá, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Truy nã Tội phạm Công an thành phố Hà Nội, bám theo Khánh Trắng để thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra. Và những trinh sát dày dặn kinh nghiệm để nghiên cứu những vụ việc có liên quan đến Khánh Trắng. Diễn biến của quá trình này như thế nào? Chương trình hồi sơ vụ án xin được gửi đến quý vị và các bạn cùng theo dõi.
từ một tù nhân ra trại phải đạp xích lô kiếm ăn hàng ngày ở khu vực gầm cầu Long Biên năm 1989. Bằng nhiều mánh khóe và thủ đoạn, chỉ sau 3 năm, Dương Văn Khánh, tức Khánh Trắng, đã được đứng tên giấy phép kinh doanh dịch vụ bốc xếp, vận chuyển hàng hóa tại chợ Đồng Xuân theo quyết định ngày 14 tháng 3 năm 1992 của Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm. Đây là đơn vị kinh tế tập thể, hạch toán độc lập và mở tài khoản tại ngân hàng. Đến tháng 10 năm 1992, tổ chức công đoàn và lao động bốc xếp tại Đồng Xuân được thành lập. Năm 1993, được đổi tên thành Nghiệp đoàn Lao động theo chủ trương của Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm. Đây là tổ chức công đoàn ngoài quốc doanh đầu tiên được thành lập tại Hà Nội. Khánh Trắng được bầu làm chủ tịch nghiệp đoàn, kiêm đội trưởng đội bốc xếp. Nhất là khi Dương Văn Khánh đã tham gia vào lại không chỉ thành lập tổ công đoàn bốc xếp, cũng như là người ta còn gọi Dương Văn Khánh có định ứng cử vào hội đồng nhân dân. Tuy nhiên qua nghiên cứu thấy rằng đây là những cái ý kiến mà người ta cho là có thể Dương Văn Khánh đã bộc lộ ra vấn đề đó, nhưng mà thực chất mà nói cái đây là cái tham vọng để là thực hiện tội phạm và để tạo vọc sâu hơn nữa. Đấy là một cái con đường mà nhiều tội phạm và nghiên cứu tội phạm trên thế giới hình thành các băng nhóm mafia thì nó cũng đi theo những con đường tương tự như vậy, cũng cuối cùng để trở thành những chính khách ở trong cái bộ máy nhà nước mà thực chất bản chất là tội phạm. Nhưng với cái trình độ của Dương Văn Khánh, với cái cách thức của Dương Văn Khánh, với cái gọi là cái hiểu biết của Dương Văn Khánh thì đấy chỉ là những ý tưởng điên rồ. Tuy là danh nghĩa tập thể đội bốc xếp và nghiệp đoàn lao động, nhưng lợi dụng sự sơ hở trong quản lý của các cấp chính quyền và các ngành chức năng ở phường, quận, Khánh đã lợi dụng danh nghĩa tập thể này để tạo thành một vỏ bọc nhằm thực hiện nhiều hành vi phạm pháp. Khánh biến các đội viên của mình thành những người lao động làm thuê, làm giàu bất chính cho Khánh, bóc lột sức lao động của họ, lương, thưởng, phạt cho người lao động là y tự quyết định. Băng nhóm của Khánh Trắng lộng hành ho ép bà con đến năm 1994 thì chợ Đồng Xuân bị cháy, khiến cho địa bàn hoạt động của Khánh Trắng thu hẹp. Khánh Trắng tranh giành chợ tạm Phùng Hưng với Phúc Bồ nhưng không có kết quả, nên chuyển hướng xâm lấn sang địa bàn bến xe và chợ Long Biên của Hồng, Cuba. Ban đầu hai bên còn thương lượng, nhưng Hồng, Cuba không chấp nhận. Khánh Trắng đã dùng thủ đoạn cho tay chân đàn em của mình trong đội dịch vụ bốc xếp Đồng Xuân đón chặn tất cả các ngã đường đầu nguồn vào chợ Long Biên và bến xe, buộc các chủ hàng phải cho chúng vận chuyển, làm cho Hùng, Cuba không còn nguồn hàng hóa để bốc xếp vận chuyển. Dù rất căm thù Khánh Trắng nhưng không thể làm gì được, Hùng, Cuba buộc phải dừng địa bàn bến xe và chợ Long Biên này cho Khánh Trắng và được Khánh cử làm đội phó trên danh nghĩa và ăn lương tháng như những người lao động khác. Để hợp pháp địa bàn hoạt động, Khánh cho phát triển tổ chức công đoàn ở đội bốc xếp của Hồng, Cuba và cho sáp nhập hai tổ chức công đoàn này thành nghiệp đoàn bốc xếp vận chuyển chợ Đồng Xuân, Long Biên. Khi đã có vỏ bọc, Khánh Trắng dùng mọi thủ đoạn để thao túng một số cán bộ thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Với cái phương thức thủ đoạn của Dương Văn Khánh thì các quá trình điều tra thì cơ quan điều tra đã làm rõ rất rõ. Nhưng mà góc độ nghiên cứu về tội phạm học thì chúng tôi nhận thấy rằng là vào thời điểm đó đây là những phương thức thủ đoạn rất mới và đối tượng phạm tội cũng tỏ ra rất nhạy cảm với thời cuộc. Chúng đã biết dùng tạo những vỏ bọc. Vỏ bọc đây không chỉ là vỏ bọc như tội phạm thông thường, tội phạm truyền thống mà vỏ bọc này tạo vỏ bọc xã hội một cách tích cực. Đó là chúng tạo được hình ảnh của cái đối tượng đã tạo hình ảnh của mình mang tính lương thiện, mang tính tích cực, mang tính tham gia vào những điều tốt đẹp của xã hội và qua đó làm cho các cơ quan chức năng, các lực lượng chức năng và những người dân xung quanh mất cảnh giác. Bên cạnh đó, đối tượng đã có cái đây là một cái biểu hiện rất mới vào cái thời điểm đó, là đối tượng biết tìm cách móc nối với các cái cơ quan chức năng, những cái người có thẩm quyền ở địa phương để qua đó là
có cái yếu tố tác động che chắn hoặc là đồng tình hoặc là mất cảnh giác, để qua đó đối tượng có thể dễ bề thực hiện hành vi tội phạm. Vào những thời điểm sau này thì các đối tượng phạm tội, phương thức thủ đoạn nó cao hơn, tinh vi hơn, đa dạng hơn, nhưng vào cái thời điểm chúng ta mới đổi mới mở cửa, và cái việc vụ án Dương Văn Khánh là một cái phương thức thủ đoạn rất mới, và lúc ấy đấu tranh với những đối tượng này cũng cực kỳ khó khăn, bởi vì không dễ gì bóc được ra cái phương thức thủ đoạn đó, vì chúng đan xen và che giấu tội phạm rất kín. Kể từ khi chính phủ có nghị định 36CP về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị, Khánh Trắng cho đàn em thành lập một tổ kiểm tra trật tự trong đội, bao gồm những tên là đàn em tay chân thân cận chuyên đi phạt bà con buôn bán, chủ hàng ra vào khu vực chợ Đồng Xuân, Long Biên mà chúng cho là vi phạm nghị định 36. Mức phạt do chúng tự đặt ra, tiền thu được đều nộp cho Khánh. Không những thế, Dương Văn Khánh còn khuếch trương thanh thế qua một số hoạt động từ thiện bằng chính nguồn tiền lấy được của người lao động để phục vụ danh lợi cá nhân của mình. Do vậy, đã không ít người lầm tưởng Khánh Trắng là người tốt, là nhà hảo tâm. Thậm chí có lúc, có người còn gọi Khánh là đồng chí. Quy luật tất yếu của chuyển biến giai đoạn nền kinh tế giữa một nền kinh tế bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường, từ cái công tác quản lý xã hội, thế rồi là các cái cơ chế pháp luật chưa được hình thành kịp thời để đáp ứng với cái tình hình biến đổi của xã hội, thì lợi dụng vào đó để các tội phạm nó lộng hành và nó len lỏi vào những cái sơ hở của pháp luật, len lỏi vào cái sự mất cảnh giác của cán bộ quản lý nhà nước, thế rồi là nó mua chuộc rồi làm tha hóa những cái cán bộ để che chắn, thế rồi là giúp sức, thế rồi là bênh vực cho các cái hoạt động tội phạm của Dương Văn Khánh. Tất cả sự lộng hành của Khánh Trắng không qua mắt được lực lượng công an. Kế hoạch triệt phá băng Khánh Trắng được triển khai với quyết tâm cao nhất. Điểm đột phá mà lực lượng công an chọn để mở màn cho chuyên án là vụ cướp ở 71DE Kim Mã. Dương Văn Khánh quen biết Vũ Thanh Mạnh, trú tại 71DE Kim Mã, Ba Đình. Anh Mạnh kinh doanh vũ trường và karaoke. Năm 1994, anh Mạnh vay của Dương Văn Định 400 triệu đồng. Giữa năm 1995, vay của Khánh Trắng 105 triệu đồng. Đầu năm 1996, vay của Trần Văn Minh, em ruột cùng mẹ khác cha với Khánh 10 triệu đồng và một số người khác nữa. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, ngày 21 tháng 5 năm 1996, Khánh lấy lý do anh Mạnh không chịu trả nợ, lại đem tài sản đi tẩu tán, nên đã cử hai tên đàn em thân tín nhất là Nguyễn Quang Vinh và Tạ Văn Ninh lên 71DE Kim Mã để thị sát trước. Ngày 22 tháng 5 năm 1996, Khánh Trắng ra chợ Long Biên điều động hơn chục tên đàn em trong tổ kiểm tra trật tự, sử dụng 3 xe ô tô vận tải và xe máy đến Kim Mã để siết nợ nhà anh Mạnh. Bọn đàn em của Khánh đến nhà anh Mạnh, nhưng anh Mạnh không có nhà. Tự động vào quầy bar của quán karaoke lấy bia ra uống. Khi anh Mạnh đi ăn sáng về, điện báo cho Khánh Trắng đang chờ ở nhà để Khánh xuống ngay Kim Mã trực tiếp chỉ huy cướp phá. Anh Mạnh trình bày hoàn cảnh của Khánh Trắng, để xin tất cả bắt ra nhưng vì không nghe, tuyên bố thu dọn toàn bộ tài sản. Đấy, có nhiều đồ đạc tài sản, Khánh điện thoại về chợ Đồng Xuân, điều thêm 20 quân và một xe ô tô tải đến Kim Mã để tiếp tục tháo dỡ, khuân vác, vận chuyển về chợ Đồng Xuân, nhà riêng của Khánh ở 31 trên 10, điểm hội trường chợ Long Biên và nhà em rể.
đối tượng này hiểu rằng là vì cái vụ án ở phố Hàng Chiếu đâm chết người nhưng vẫn nhận nhau ngoài vòng luật, nên cái việc này đối với Khánh là chuyện quá nhỏ. Và Khánh nghĩ rằng là đây là việc làm đương nhiên, cũng không có gì phải che giấu. Khánh không hề che giấu. Và tất cả những đồ đạc tài sản Khánh cất tại nhà Khánh, thu được ở 71 cái mã, cất tại nhà Khánh và cất tại kho ngoài kho lạnh của chợ Đồng Xuân. Cho nên là Khánh cũng không có cái ý thức phải che giấu cái việc này, vì là nó hoạt động ở cái dạng lộng hành và ngang nhiên và coi thường pháp luật. Sau khi tháo dỡ đồ đạc ở 71D Kim Mã, Khánh cho quân tiếp tục cướp bán tài sản ở khách sạn Hướng Dương, 71E Kim Mã. Chủ sở hữu là anh Vũ Hoàng Hiệp và anh Phạm Hải Long. Mặc dù cả ba, anh Mạnh, Hiệp, Long đều trình bày tài sản của khách sạn Hướng Dương không có liên quan gì đến anh Mạnh, nhưng Khánh và đồng bọn không nghe. Chúng em nhân viên và các anh Hiệp, Long phải ngồi yên một chỗ, không được ra ngoài. Toàn bộ tài sản, đồ đạc, phương tiện trong hai căn nhà 71D và 71E Kim Mã bị chúng đục phá thu dọn hết. Trong khoảng thời gian từ 8:30 đến 11:30, Khánh đã huy động gần 40 đàn em, 4 xe ô tô tải để cướp bán tài sản của những người nói trên. Đó là vào ngày 21 tháng 5 năm 1996, tôi nhận được cái thông tin qua cái mạng lưới nghiệp vụ là Khánh Trắng đã đến kéo gần 100 quân trong đội bốc xếp, nghiệp đoàn bốc xếp của Long Biên Đồng Xuân đến cái nhà 71D, 71E Kim Mã để thu nợ. Thế thì ngay sau khi nhận được thông tin đó thì tôi trực tiếp đến, thì đã gặp được cái chủ nhà của 71D, 71E Kim Mã, thì họ trình bày là họ vừa mua lại cái khách sạn Hướng Dương 71D, 71E của anh Vũ Thanh Mạnh bán lại. Nhưng mà do cái việc là anh Vũ Thanh Mạnh nợ tiền của Khánh Trắng, nên Khánh Trắng đến đấy để thu giữ đồ đạc tài sản của toàn bộ khách sạn này. Mặc dù đã được hai anh chủ mới trình bày là đây là tài sản không liên quan đến anh Mạnh nữa, nhưng Khánh Trắng không đồng ý và kéo nhiều xe tải và nhiều lực lượng đến trấn áp, uy hiếp cái hai anh chủ mới này để thu bộ toàn bộ đồ đạc tài sản và lập biên bản như là cơ quan điều tra thu giữ vật chứng của vụ án gì đó. Và Khánh ngang nhiên lộng hành lập biên bản thu giữ đồ vật tài sản, giao cho bên bị hại một bản, Khánh Trắng giữ một bản. Khánh tổ chức đến gọi là bắt nợ một cái người bị hại 71E Kim Mã. Thế thì việc Khánh trực tiếp đưa quân đến, dẫn mấy chục đàn em lâu la đến và đánh đập, rồi sau đó tháo dỡ toàn bộ trang thiết bị, thu toàn bộ tài sản trong nhà, thì đây không phải là hành vi đòi nợ mà đấy là hành vi cướp tài sản theo quy định pháp luật. Thì tôi nhận thấy là đây là cái thời điểm mà giúp cho chúng ta có thể triệt được cái băng nhóm này từ gốc đến ngọn. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, khi băng nhóm Khánh Trắng đã lấy xong toàn bộ tài sản, công an phường Kim Mã mới cử cán bộ xuống mời anh Mạnh cùng Khánh và các chủ nợ khác lên làm việc. Tại trụ sở công an, Khánh đã ép anh Mạnh phải ký biên bản thỏa thuận tự nguyện để Khánh và đồng bọn lấy đồ trừ nợ. Vụ việc này, công an phường Kim Mã đã lập biên bản để các bên tự giải quyết sau khi việc đã xảy ra. Đội đặc nhiệm đã nắm được nút gỡ quan trọng nhất qua những tấm ảnh của Trung úy Đào Anh Tuấn. Ngay lúc này, đội trưởng Thanh Hùng nghĩ ngay đến việc phải phối hợp ngay với một nhà báo đã nhiều năm đấu tranh với những tên tội phạm cộng cán như thế này. Là phóng viên thì cái giai đoạn đó tôi được tham gia nhiều cái mũi công tác, trong đó có thể có những cái đối tượng nó nằm trong băng nhóm này, có thể những đối tượng nó không liên quan băng nhóm này nhưng có sự móc xích, có sự quan hệ với nhau. Và đương nhiên tôi biết lúc đó tôi biết là lực lượng cảnh sát hình sự Việt Nam và công an thành phố Hà Nội đang theo dõi từng cái cử chỉ, cái động thái của cái băng nhóm tội phạm do Khánh Trắng cầm đầu. Trước thời điểm đó thì những cái hoạt động của đội đặc nhiệm hình sự Hà Nội thì gần như là phóng viên của truyền hình công an dân là bám sát tất cả những vụ việc với các anh. Cho nên là thậm chí là những cái đối tượng nào nổi cộm như thế nào và những đối tượng nào nó hoàn lưu như thế nào thì có lẽ là tôi cũng biết như các đồng chí, các chiến sĩ đặc nhiệm của công an Hà Nội. Cho nên có lẽ vì cái sự gần gũi thân tình và có mặt trong từng cái trận chiến đấu của các anh ấy,
thì đã tạo được niềm tin rất là lớn. Và chúng tôi giữa truyền hình Công an dân với đặc nhiệm hình sự Hà Nội nó như là anh em trong một gia đình. Thậm chí những chuyện buồn vui, những chuyện này chuyện khác thì chúng tôi đã sát cánh với nhau và can thiệp chia sẻ cho nhau những khó khăn. Dưới sự phán đoán phân tích một cách khoa học cùng với con mắt tinh tường của trinh sát, ngay trong đêm ngày 23 tháng 5 năm 1996, Trung úy Đào Anh Tuấn đã đến trao đổi với nhà báo Quang Vinh và các anh đã bàn bạc trước phương án để phối hợp triệt phá bằng nhóm tội phạm này. Là một cái ngòi, là một cái mắt xích quan trọng để đột phá cái vụ án. Thì ngay buổi tối hôm đó, sau khi báo cáo cấp trên xong thì tôi cũng kịp thời liên hệ với một sĩ quan của Bộ Công an là có cái mối quan hệ thường xuyên với công tác với Thứ trưởng Lê Thế Tiệm, và tôi cũng có nhờ một cán bộ của Bộ Công an này liên hệ với Thứ trưởng Lê Thế Tiệm để cho tôi xin gặp vào buổi sáng sau, xin phép được trình bày về một đối tượng tội phạm quan trọng. Khi hôm đó vào khoảng độ gần 23 giờ đêm rồi thì Đào Anh Tuấn lúc đó là một trinh sát đặc nhiệm hình sự Hà Nội, là một cái cán bộ hết sức bản lĩnh và có nhiều thành tích, thì đến nhà tôi cùng với một cơ sở của anh này, đến nhà tôi trong cái trạng thái hết sức bị kích động, mà tôi cũng rất là ngạc nhiên một cái người mà bản lĩnh dày dạn can trường như vậy nhưng mà ở một trạng thái rất là kích động và nói với tôi trong trạng thái đó và nói là em không thể chịu được và cái việc này nếu như không giải quyết được thì em sẵn sàng em sẽ ra khỏi ngành công an, em sẽ không công tác trong lực lượng nữa. Thì tôi an ủi, tôi bảo là những việc gì có thể trao đổi với anh, và tôi không nghĩ, tức là trước đó thì tất cả những hoạt động khác thì đã hướng đến cái băng nhóm của Khánh Trắng rồi, nhưng tôi không nghĩ rằng cái điểm đó thì Đào Anh Tuấn và cùng cơ sở Tuấn thì cho tôi biết một cái hành vi vừa mới diễn ra, cái hành vi tội phạm của Khánh Trắng vừa mới diễn ra hết sức trắng trợn và ngang nhiên ngay giữa thủ đô Hà Nội. Có lẽ đồng cảm với cái sự chia sẻ đó mà dù đêm rồi tôi cũng bốc điện thoại gọi ngay cho đồng chí Lê Thế Tiệm, khi đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, sau này đồng chí là Thứ trưởng Bộ Công an. Thì rất là hay, đồng chí đã bắt máy ngay, đồng chí bảo là việc gì ở Vinh, bảo là anh em đặc nhiệm hình sự Hà Nội và cơ sở đã vừa trao đổi với em về một cái đối tượng đang nổi cộm hiện nay. Thì đồng chí Lê Thế Tiệm nói ngay, bảo có phải Khánh Trắng không? Tôi quả quyết luôn bảo đúng, nhưng mà cái sự việc vừa xảy ra thì chắc chắn anh chưa biết. Thế đồng chí Tiệm có bảo là thế vậy thì sáng mai đến phòng làm việc của anh, thì tôi có xin phép là anh cho phép anh em đến trước cái giờ làm việc của anh và có mặt ở trong đó, thậm chí thư ký của anh chưa có mặt thì cho phép anh em được báo cáo riêng với anh những việc đó. Sáng ngày 24 tháng 5 năm 1996, đồng chí Lê Thế Tiệm, khi đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Nhân dân, đã triệu tập một cuộc họp khẩn với thành phần gồm cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Nội vụ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Công an Hà Nội. Cuộc họp đánh giá những chứng cứ đã thu thập được để đưa ra kết luận Khánh Trắng và đồng bọn có phạm tội cướp hay không. Đồng chí Đỗ Kim Tuyến, trưởng phòng cảnh sát hình sự, đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, đội trưởng đặc nhiệm và tôi là ba người mang toàn bộ cái tài liệu tôi thu thập được lên báo cáo Thứ trưởng Lê Thế Tiệm. Thì ngay lập tức Thứ trưởng Lê Thế Tiệm có triệu tập lãnh đạo của Cục Cảnh sát Điều tra, Cục Cảnh sát Hình sự và mời đại diện lãnh đạo của phòng của Cục Kiểm sát An trị An của Viện Kiểm sát Tối cao sang họp gấp. Thế sau khi đại diện đơn vị chúng tôi có báo cáo với các cấp lãnh đạo của Bộ Công an cũng như Viện Kiểm sát Tối cao toàn bộ tài liệu chứng cứ của cái vụ án. Lãnh đạo Bộ Công an lúc đó đồng chí Thứ trưởng Lê Thế Tiệm cũng là một người cũng rất kiên quyết trong cái việc mà lực lượng Công an Hà Nội phải triệt phá cái ổ nhóm này. Và sau đó thì đồng chí Tiệm có chỉ thị chúng tôi phối hợp cùng với C45, tức là Cục Cảnh sát Hình sự, và Cục Cảnh sát Điều tra lúc đó là C16, để tổ chức thực hiện triệt phá, lập một cái chuyên án mật danh là K96 để triệt phá cái ổ nhóm này. Không thể nói rằng nó là thời điểm quan trọng nhất, nhưng mà trong từng chuyên án, bao giờ ban chuyên án cũng lựa chọn những thời điểm nào thích hợp nhất. Thích hợp nhất có thể là cái yếu tố công tác trinh sát, nhưng thích hợp nhất có thể là một cái tình huống nó chợt đến,
Bởi vì tôi biết khi quyết định của đồng chí Lê Thế Tiệm là nếu như chậm bởi vì sự việc đó, bản thân Khánh Trắng đã biết rằng Đào Anh Tuấn có mặt ở đó, cùng cơ sở đã chụp ảnh cái sự việc xảy ra ở Kim Mã rồi. Nếu như không giải quyết ngay, giải quyết sớm thì hoàn toàn Khánh nó có khả năng nó bịt đi cái vụ việc đó. Và có lẽ là cái nút mở nó sẽ còn tiếp tục lâu hơn nữa. Và tôi nghĩ đó là một thời điểm hết sức quan trọng. Và cái vai trò, cái sự quyết đoán của đồng chí Lê Thế Tiệm khi nhận một thông tin từ cơ sở, từ phóng viên, đồng chí đã quyết định một việc đó. Tôi nghĩ đấy là điều mà chúng tôi cũng cảm thấy tự hào với việc đã thành công. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 24 tháng 5 năm 1996, lệnh bắt giữ Khánh Trắng và đàn em của Khánh Trắng được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Quá trình bắt giữ và đấu tranh tâm lý với Khánh Trắng cũng là cả một quá trình gian nan, vất vả, đòi hỏi ở cán bộ chiến sĩ phải dũng cảm, mưu trí, nắm bắt rõ đặc điểm tâm lý của các đối tượng trong đường dây, từ đó mới có thể đưa các đối tượng ra trước pháp luật về các tội ác của mình đã gây ra. Chương trình Hồ sơ vụ án ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị toàn bộ quá trình triệt phá đường dây tội phạm khét tiếng một thời. Vào lúc 11 giờ ngày 24 tháng 5 năm 1996, một lực lượng đông đảo gồm cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động của Tổng cục Cảnh sát, cảnh sát hình sự đặc nhiệm Hà Nội được lệnh tập trung quân, nhưng không ai biết là làm nhiệm vụ gì. Lệnh bắt Khánh Trắng đã được bí mật núi ra để tránh vứt dây động rừng. Tất cả cũng chỉ được biết nhiệm vụ cụ thể ngay trước lúc xuất kích. Nhiều mũi công tác được lệnh xuất kích cùng lúc, mục tiêu là bắt tất cả đối tượng liên quan. Một tổ công tác gồm 20 cán bộ chiến sĩ thuộc Cục Cảnh sát Hình sự và Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm Hà Nội do Đại tá Nguyễn Thanh Hùng chỉ huy đến thẳng nhà Khánh Trắng ở 31/10 Nguyễn Thiệp, Hà Nội. Có một điều ít ai biết rằng, những cuộc họp đặc biệt về việc bắt giữ Khánh Trắng và đồng bọn còn chưa kết thúc. Cục Cảnh sát Hình sự của Công an đã diễn ra một thế rất đơn giản và hiệu quả. Đó là thông tin bắt Khánh Trắng được một đối tượng có thân thù với Khánh nhưng vẫn đảm bảo bí mật. Đại tá Nguyễn Thanh Hùng cũng là người gắn liền với những chuyên án lớn như triệt phá băng tội phạm Phạm Thị Tin ở Khánh Hòa và là người chỉ huy bắt Khánh Trắng. Thì trong cái khoảng thời gian chờ đợi đó thì đồng chí có yêu cầu chúng tôi rằng là tất cả mọi người đã nghe và đã dự họp ở đây thì ngồi nguyên tại phòng. Bao giờ mà cái quyết định kia có, quyết định tố tụng với Khánh đã có thì lúc đó chúng tôi mới triển khai công việc. Thì điều này cũng nói lên đây là một cái điểm mà bản thân đồng chí Thứ trưởng cũng rất là am hiểu và cũng đảm bảo bí mật, cái khâu bí mật ấy đến phút cuối cùng. Đấy, bởi vì là tất cả, mặc dù tất cả chúng tôi ngồi trong đó đều là cán bộ chủ chốt cả. Thế và cái đây chính là một cái nguyên tắc mà sau này khi mà triển khai bắt mấy chục đối tượng khác của cái băng đảng này thì chúng tôi cũng quán triệt nguyên tắc này là anh nào làm việc biết việc anh đó. Đấy, không có trao đổi gì cả. Thế còn tự bản thân chúng tôi là những người cầm trịch trong cái ban chuyên án thì lắp ráp lại toàn bộ những cái việc đã phân công cho anh em làm. Thì cái khâu đảm bảo bí mật mới giữ được. Mục đích của kế sách này là tính được phương án là thế nào điều ít quân mà bắt được nhiều đối tượng, đồng thời không để tên nguy hiểm chạy trốn. Thực chất Khánh có rất nhiều kẻ thù trong quá trình tranh giành lãnh địa, quách trương thanh thế hoạt động phạm tội. Khánh đã từng bị tạt axit vào người, vết sẹo trên người là minh chứng hùng hồn cho hành động trả thù của đối phương. Bởi thế Khánh rất cảnh giác. Phát hiện bất kỳ một động tĩnh khác lạ thì đều gọi tập trung các đệ tử thân tín để bàn bạc nhằm bảo vệ bản thân trước cái họa ập đến. Dù đó là họa do hắn tự chuốc lấy hay họa vô tình.
hiểu tâm lý của Khánh và trên hết là hạn chế tối đa đối tượng phạm tội lấy động bỏ trốn phải ra lệnh truy nã. Lực lượng vây bắt đã khéo léo tung tin để con đối tượng phạm tội hốt một mẹ bằng nhiều kênh khác nhau, chuyển tin đến các đối tượng có mối thù chuyển tiếp với Khánh rằng bây giờ Khánh thanh toán băng này, đội quân đòi nợ kiện. Ngay giờ này Khánh bị công an bắt tại nhà ở. Kẻ tù của Khánh là những chùm xã hội đen đã xa cơ lỡ vận. Khi Khánh tìm xuống phủ đen, thậm chí còn để di chứng trên thân thể là sự tàn phế suốt đời như trộm mắt, cụt tay, chân lì chống vẩy, vân vân. Những đối tượng này rất muốn chứng kiến cái cảnh Khánh ngạo nghễ là thế, đắc thắng là vậy. Giờ cúi đầu, tra tay vào khẩu súng 8, thì da mặt trắng bụng hoa vàng ra sao. Thực ra thì trước khi mà C-16 ra cái lệnh bắt giữ, bắt khám xét đối với Khánh thì tất cả trinh sát tôi đã tổ chức bao vây. Tất nhiên là tôi cũng được lựa chọn. Tôi cũng lựa chọn những đồng chí nào đó mà mình cảm thấy yên tâm tin tưởng, và kể cả về năng lực, rồi về kiến thức pháp luật, rồi thì về sức khỏe, rồi về cái độ lì của trinh sát. Ngoài ra nữa thì cũng là những người mà ít có những quan hệ phức tạp. Thì chúng tôi đã giao anh em giám sát bao vây đến khi bộ ra quyết định là gần như kể cả những đối tượng về sau này thì có thể chúng tôi đã nắm trong tay hết rồi, không một đối tượng nào có thể bỏ chạy. Đồng chí Tiệm đã yêu cầu toàn bộ lực lượng cảnh sát tập trung về 43 để nhận nhiệm vụ đặc biệt, và rồi sau đó mời viện kiểm sát sang. Và tầm ngay buổi trưa hôm đó thôi thì Đào Anh Tuấn báo cho tôi qua điện thoại rằng anh Vinh ơi, giờ đã điểm. Và như vậy tôi hiểu rằng cái điều gì đã diễn ra, thì lúc đó là cái mũi phóng viên của chúng tôi đã bám theo cái mũi chính để đi đến Nguyễn Thiệp để bao vây nhà của Dương Văn Khánh. Thì các cái mũi công tác được ngay lập tức được hình thành và triển khai dưới sự chỉ đạo của đồng chí cục trưởng cục cảnh sát hình sự. Đồng chí cục trưởng cục cảnh sát hình sự đã phân công 3 mũi, gồm mỗi mũi gồm 3 lực lượng: cục cảnh sát hình sự, cục cảnh sát điều tra bộ công an và đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an Hà Nội, để triển khai 3 mũi bắt Dương Văn Khánh, Dương Minh em ruột Dương Văn Khánh và một đối tượng khác Dương Văn Đích liên quan vụ án. Thế thì 15:30 chúng tôi 3 mũi công tác được triển khai, thì tôi được tham gia cái mũi trực tiếp bắt Dương Văn Khánh tại 31 trên buổi phố Nguyễn Thiệp, phường Đồng Xuân, Hà Nội. Thế thì do có cái sự tính toán nghiệp vụ trước thì tôi đã triển khai các cái biện pháp nghiệp vụ xác định Khánh, Dương Văn Khánh đang có mặt tại nhà cùng với gần 10 đàn em. Quả đúng như đoán của đại tá Thắng Giang Hồ nghe cánh trắng tập mắt khi phương nắm kéo nhau đến phố Nguyễn Thiệp. Lúc này công việc gần đúng đã thì đám Giang Hồ tụ tập rất đông, cánh trắng cũng chúng cứ để cứu sổ lệ khi đã từng đối thủ tàn cả ăn của mặt đến cánh trắng rất cảnh sát đánh đập gần hai mươi đàn em dưới tay và liều mạng nhất nhà mình để bảo vệ. Vậy là cơ quan công an không cần tốn quá nhiều công mà vẫn gom được hết đám đầu lĩnh của băng giang hồ này. Khi đại tá Nguyễn Vĩnh Ngọc mặc nhiệm vụ bước vào đơn vị này, tôi thanh hóa để từ vị trí của cảnh đã cất lại. Xin chào anh Tuấn, cảnh sát hình sự thành phố Hà Nội, anh Thanh Đức, băng chuyên án của cảnh. Tức là phương án khi bắt giữ Khánh ấy, thì ngoài một cái tổ trinh sát chúng tôi đã bao vây từ trước, mà không phải chỉ bao vây trước cửa nhà đâu, kể cả những cái điểm cao mà có thể quan sát rất rõ và khống chế toàn bộ mục tiêu là chúng tôi đã chiếm lĩnh hết rồi. Thế và tôi nhớ rằng là lực lượng của cảnh sát hình sự đặc nhiệm cùng với C45, tức là cục cảnh sát hình sự, là người trực tiếp tổ chức cái việc bắt giữ Khánh Trắng. Thế thì trong nhà Khánh thì qua lúc đó anh em báo cáo lại cũng có một số đối tượng là đàn em của Khánh đang ở trong nhà, thì chúng tôi cũng phương án giải quyết từng đối tượng một. Và khi mà chúng ta ập vào ấy, thì một số đàn em lao ra cản trở thì lập tức anh em trinh sát chấn áp. Thì ngay lập tức bất ngờ thì tổ công tác triển khai từ hai đầu phố Nguyễn Thiệp vào và kịp thời bắt giữ được Khánh Trắng tại nhà và thu giữ được đầy đủ vật chứng liên quan đến vụ án Bảy Quốc Kim Mã tại nhà Dương Văn Khánh. Thủ tục bắt và khám xét diễn ra trong vòng vài tiếng đồng hồ, thì dẫn giải đối tượng Dương Khánh về trụ sở Tổng cục Cảnh sát Nhân dân 40 Hàng Bài tiến hành khai thác nhanh đối tượng Dương Văn Khánh. Khánh Trắng và đàn em ngồi im re, ngoan ngoãn tra tay vào cổng. Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm bao vây nhà Khánh Trắng.
hình ảnh Khánh Trắng bị bắt, Hùng Tinh Hóa bị hạ gục và đồng bọn dẫn giải ra ngoài được ghi hình trọn vẹn trong ống kính của phóng viên truyền hình Công an Nhân dân. Khi mà lực lượng cảnh sát bao vây các hướng để đi các mũi công tác hướng để bao vây trong những khu vực đó tiếp cận vào thì bà con dân chúng xem đông đến mức như thế nào, bởi vì khi sự xuất hiện một cách bất ngờ rất nhanh chóng như vậy thì toàn bộ bà con tiểu thương ở chợ Đồng Xuân đã ùa ra để nhìn, đứng ở xung quanh để nhìn, bởi vì họ biết cái ngày đó sẽ tới nhưng không nghĩ nó sẽ tới một cách bất ngờ như vậy. Thế còn vào bên trong ấy, thì đội tiếp cận vào bên trong thì lực lượng của phòng cục cảnh sát hình sự Hà Nội do anh Nguyễn Hữu Ngọc là đứng đầu chỉ huy cái mũi đó, phối hợp với đặc nhiệm Hà Nội do anh Thanh Hùng là cái người bám theo cùng mũi đó, và đội đặc nhiệm Hà Nội lúc đó mặc quần áo rất là đẹp như cảnh sát đặc nhiệm bây giờ, như cảnh sát cơ động hiện nay, và các anh đã tiếp cận để bao vây và cùng với cục cảnh sát hình sự. Có lẽ cái việc phối hợp đó nó chỉ khi bắt đầu một cách đồng bộ khi có ý kiến của đồng chí Lê Thế Tiệu, cho nên đồng thời vào thì tôi thấy nó hết sức nhịp nhàng. Người xử lý ngay cái đối tượng chặn vào ngoài chính là Đào Anh Tuấn, xử lý đối tượng họ chạy vào ngoài, người xử lý các đối tượng có mặt trong nhà Khánh Tráng, và lúc bước chân vào nhà Khánh Tráng thì anh Hữu Ngọc còn tưởng rằng Khánh Tráng trên gác, còn nhộm chân để chạy lên cầu thang rồi thì anh em đặc nhiệm bảo nó đi rồi, thì Khánh Tráng đang ngồi ngay dưới nhà và anh Tráng Ngọc quay trở lại luôn. Khánh Tráng vừa đứng lên thì đẩy nó ngã luôn xuống với sa lông như thế và tuyên bố đọc lệnh bắt, thì Khánh không kịp phản ứng gì, nhưng rõ ràng có mặt trong cái không khí của cái thời điểm đó, ngay trong cái lòng đó thì tôi mới đồng cảm như thế nào với những chuyên án lớn và lực lượng hình sự đã trải qua, và đó là cái thời khắc rất đặc biệt đối với những phóng viên bám theo cái lực lượng điều tra của ngành công an. Đây là một thắng lợi lớn và được coi là một kỷ lục trong phá án. 20 điều tra viên, 30 trinh sát chỉ trong một thời gian ngắn đã nghiên cứu và thu thập trên 4.000 trang hồ sơ về Khánh Trắng và đàn em. Trước đó, một tổ công tác đặc biệt gồm 4 người đã nằm gần 6 tháng trời tại khu vực chợ Long Biên, chợ Đồng Xuân để ghi nhận các hoạt động của tay chân Khánh Trắng. Tuy nhiên, làm rõ các hành vi phạm tội khác của Khánh Trắng đã không đơn giản, vì nghiên cứu những vụ án mà Khánh Trắng và đồng bọn đã gây ra, lãnh đạo cục cảnh sát hình sự và đơn vị chống tội phạm có tổ chức nhận thấy những vụ này xảy ra đã lâu, nhiều vụ đã được công an Hà Nội điều tra nhưng đã đình chỉ hoặc tạm đình chỉ, có vụ đã xử và đã thi hành án xong. Vì thế, việc phục hồi điều tra những vụ này là một việc vô cùng khó khăn, phức tạp. Tiêu Bực Khánh đã có quá nhiều quá trình tham gia phạm tội, cũng đã có nhiều những tiền án tiền sự, mà sống trong một cái môi trường là phức tạp và hoạt động của tội phạm rất nhiều. Cho nên là đối tượng này rất dày dạn kinh nghiệm đối phó cơ quan điều tra. Và đối tượng này cũng rất nhiều các gọi là cái chiêu thức, rất nhiều cái thủ đoạn để né tránh hoặc là tìm mọi cách để hạn chế cái sự phát hiện điều tra khám phá và bóc trần tội lỗi của mình. Cho nên là cái việc đấu tranh với Dương Văn Khánh là cả một nghệ thuật. Nghệ thuật sử dụng chứng cứ, nghệ thuật đấu tranh tâm lý, nghệ thuật trấn áp tội phạm bằng pháp lý và bằng nghệ thuật điều tra, và đòi hỏi bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, sự sắc bén của lực lượng trực tiếp đấu tranh với Dương Văn Khánh. Ở đây chúng ta có rất nhiều điều tra viên giỏi, nhiều trinh sát giỏi, và đấu tranh với Dương Văn Khánh để thành công trong vụ án này không phải là một câu chuyện đơn giản. Nhưng với quyết tâm cao nhất của toàn ban chuyên án, sau khi bắt giữ Khánh Trắng, bên cạnh việc tập trung lực lượng điều tra làm rõ các hành vi phạm tội của Khánh và đồng bọn, ban chuyên án cũng chỉ đạo làm rõ nguồn gốc tài sản mà Khánh Trắng đã chiếm đoạt một cách bất hợp pháp. Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác hình sự của tôi thì bất kỳ cứ một đối tượng nào cũng vậy thôi, nếu tài liệu chứng cứ chúng ta chắc thì đối tượng cũng không thể phủ nhận được. Chứ còn những đối tượng giết người cướp của là cái, nó biết chắc là phải chịu mức án mạnh nhất nhưng nó vẫn không thể chối cãi được, chính là tài liệu chứng cứ chúng ta rất là chắc. Thì cái vụ án Dương Văn Khánh mà chúng ta triệt phá thành công đã để lại rất nhiều bài học bổ ích, cả về vấn đề công tác phòng ngừa để làm sao không để cho các băng nhóm tội phạm có tổ chức được hình thành
gây ra nhất hiệu quả xã hội. Bài học về những gì? Bài học về công tác đấu tranh triệt phá. Đã. Từ công tác trinh sát, công tác nghiệp vụ khác, công tác đấu tranh và công tác đấu tranh chuyên án. Rất nhiều cái bài học mà để cho sau này chúng ta rút kinh nghiệm để triển khai đấu tranh tốt với các loại chuyên án khác. Tuy nhiên mỗi một băng nhóm tội phạm, mỗi một vụ án thì lại có những đặc điểm riêng, có những yếu tố phức tạp riêng. Nhưng từ những bài học đầu trao thành công của án Dương Văn Khánh cũng là những bài học quý để giúp chúng ta tăng cường thêm những kinh nghiệm, hiểu biết sâu thêm về phương thức thủ đoạn của tội phạm, rèn luyện thêm bản lĩnh và nghiệp vụ cho các lực lượng điều tra. Qua đó có thể là trong những vụ án có thể phức tạp hơn, chúng ta có thể vận dụng nó để mà điều tra khám phá thành công các vụ án. Và sau này chúng ta cũng đã thấy là chứng kiến rất nhiều cái vụ án rất phức tạp nhưng cũng đã triệt phá thành công. Kết quả điều tra cho thấy từ năm 1992 đến năm 1994, Khánh Trắng không hề nộp một khoản thuế hoặc phí nào cho phường, quận, cho đến khi chi cục thuế Hoàn Kiếm yêu cầu Khánh khai báo doanh thu và nộp thuế cho nhà nước. Khánh mới cho người khai báo và nộp thuế lấy lại cho chi cục thuế Hoàn Kiếm. Còn địa bàn Long Biên, Khánh không khai báo và cũng không nộp thuế. Cụ thể, từ năm 1994 đến tháng 5 năm 1996, Khánh khai báo doanh thu với chi cục thuế Hoàn Kiếm là 743.943.000 đồng. Khánh chỉ nộp tổng số thuế doanh thu và lợi tức trong 3 năm là 62.874.000 đồng. Trong khi đó, khám xét nhà Dương Văn Khánh, cơ quan điều tra thu được những chứng từ, tài liệu chứng minh doanh thu của Khánh chỉ trong 8 ngày là 109.683.000 đồng. Tính trung bình doanh thu của Khánh trong một ngày là gần 14 triệu đồng. Tháng 9 năm 1996, chi cục thuế Hoàn Kiếm kiểm tra giám sát doanh thu của đội bốc xếp sau khi Khánh Trắng bị bắt. Mặc dù đã giảm nhiều, nhưng vẫn thu được 20 triệu đồng tiền thuế. Theo tài liệu tính toán của cục thuế Hà Nội, chỉ căn cứ vào doanh thu do Khánh khai từ năm 1992 đến tháng 5 năm 1996, tổng doanh thu của Khánh là 5.570 tỷ đồng. Như vậy, Khánh đã gian dối không khai báo doanh thu là 4.826.057.000 đồng và đã trốn hai khoản thuế rất lớn là thuế doanh thu và thuế lợi tức là 350.844.800 đồng. Hành vi trốn thuế của Dương Văn Khánh lý giải phần nào việc Khánh xuất phát điểm từ một kẻ đạp xích lô. Chỉ trong 6-7 năm, Khánh đã trở thành tỷ phú, tài sản có 4 ngôi nhà, 2 xe ô tô và nhiều tài sản có giá trị khác. Chính vì vậy, hình phạt của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đối với Khánh về tội trốn thuế là 3.508.448.000 đồng. Ngoài số tiền Khánh trốn thuế phải truy thu 350.844.800 đồng là hoàn toàn xứng đáng. Thật may là những chiếc vòi bạch tuộc của Khánh Trắng khi đang vươn ra nhằm nhẹ tiến đến các hoạt động chính trị xã hội thì bị chặt đứt. Nếu không, hậu quả sẽ khôn lường. Kết luận của cơ quan điều tra khẳng định dưới vỏ bọc ông chủ nghiệp đoàn bốc xếp chợ Đồng Xuân liên tục từ năm 1991 đến tháng 5 năm 1996, Khánh Trắng và đàn em đã gây ra nhiều vụ giết người, hiếp dâm, cướp, trốn thuế. Phần lớn các vụ này, Khánh Trắng giữ vai trò chỉ đạo, đồng thời là kẻ thực hiện tội phạm một cách tích cực nhất. Khánh Trắng dùng tiền để tạo mối quan hệ khá thân với đơn vị cá nhân để hợp pháp hóa tội ác của mình. Theo bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm, thì Dương Văn Khánh, tức Khánh Trắng, phạm 4 tội: giết người, cướp tài sản công dân, trốn thuế và che giấu tội phạm. Khánh phải nhận án tử hình và phải nộp cho nhà nước gần 3,9 tỷ đồng. Trong đó có hơn 3,5 tỷ đồng tiền phạt, 350 triệu đồng tiền thuế, tiền án phí, bồi thường cho các bị hại. Cái năm như dù như năm 96-97 là lực lượng tình hình của ma túy rồi trật tự an toàn xã hội, nhất là cái bọn mà tội phạm có tổ chức nó hoạt động tương đối nó phức tạp. Thì hội nghị công an toàn quốc chỉ đạo làm thế nào để mà tấn công được và đảm bảo trật tự an toàn xã hội phục vụ cho vấn đề an ninh. Thì do đó cho nên là lực lượng cảnh sát đề xuất với Bộ Công an có cái chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. Do đó cho nên cái bọn tội phạm có tổ chức Khánh Trắng Phúc Bộ Hà Nội, rồi Palatine Khánh Hòa, Sáu Râu Thành phố Hồ Chí Minh, rồi Minh Ca Sa, rồi sau đó Dũng Chim Xanh, Hoàng Lầu Đàn và Năm Cam Sau Cùng. Thì được lực lượng của cảnh sát nhân dân phối hợp với nhân dân tố giác và tấn công, làm cho tình hình trật tự trong những năm đấy rất là tốt và an toàn.
Vì từ ở cái chỗ đó, do đó tên nên dân tin tưởng và ủng hộ. Vì phòng ngừa xã hội là dân hệ thống chính trị, người ta thực hiện. Lâm Minh là trục tức đánh sâu vào những cái bọn tội phạm có tổ chức. Và trải qua các cái thời kỳ đấu tranh cách mạng, thì lực lượng cảnh sát Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu, lập nhiều chiến công to lớn cùng với lực lượng công an, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước. Trong thời kỳ mới, thuận lợi, thời cơ nó cũng hết sức to lớn, nhưng mà đồng thời những thách thức cũng hết sức là phức tạp. Cho nên đòi hỏi lực lượng cảnh sát phát huy truyền thống vẻ vang của mình, nỗ lực vượt bậc để mà phấn đấu cùng với lực lượng toàn ngành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để đảm bảo ổn định chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Các điều tra viên kể rằng những ngày cuối, Khánh ăn chay thường xuyên để sám hối. Cách hôm bị thi hành án khoảng một tháng, Khánh viết thư về dặn vợ rất kỹ chuyện lập bàn thờ cho mình và dặn chỉ một mình vợ mới được đèn nhang thờ cúng Khánh hàng ngày. Khánh dặn vợ phải cho các con học hành chu đáo, đừng để chúng phải chịu thiệt thòi như tuổi thơ của Khánh. Đúng 5 giờ sáng ngày 13 tháng 10 năm 1998, đoàn xe giải hai bị án Khánh Trắng và Thắng Chố đưa em cùng mẹ khác cha với Khánh về tới trại giam Hà Nội. Phần thủ tục diễn ra nhanh chóng. Ngay sau đó, Khánh được ăn bữa cuối cùng và viết thư cho vợ con. Nhưng Khánh không ăn bữa cuối cùng, gồm xôi và cà luộc mà gói lại gửi về cho vợ con. Cùng lúc này, Thắng Chố cũng đang làm nốt cuối cùng trước hội đồng thi hành án. Bản án tử hình Dương Văn Khánh, tức Khánh Trắng và Thắng Chố đã được thi hành tại trường bắn Cầu Ngà, chính thức khép lại chuỗi ngày đen tối cùng một tập đoàn tội ác lộng hành, gây nhức nhối dư luận một thời. Thưa quý vị và các bạn, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen là cuộc đấu tranh bền bỉ, liên tục và không khoan nhượng. Được ví như đường nhuệ ở Hải Dương, băng Hoàng Văn Trưởng, tức Trưởng Hàng, là băng nhóm lưu manh côn đồ chuyên hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Với kinh nghiệm hàng chục năm vào tù ra tội, Hoàng Văn Trưởng tạo vỏ bọc cho mình là một doanh nghiệp thành đạt với xe sang, biệt thự xa hoa, từ đó núp bóng cho các hoạt động tội phạm. Với quyết tâm không để tội phạm có tổ chức lộng hành, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương những tháng cuối năm 2020, hàng loạt vụ ném chất bẩn, siêu ren sơn lên cửa nhà dân và trường học với mục đích khủng bố tinh thần khiến dư luận xôn xao. Các đối tượng thường lợi dụng đêm khuya, khi tiến hành các hành vi đều bịt khẩu trang, hóa trang kín người gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong xác minh làm rõ. Nhận diện dấu hiệu của tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã phân công nhiệm vụ cho các trinh sát viên, điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, tiến hành thu thập chứng cứ tài liệu, quyết tâm triệt phá để trấn an dư luận. Qua công tác nắm tình hình và phát động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, từ công tác sàng lọc đối tượng nghi vấn, thấy nổi lên đối tượng Hoàng Văn Trưởng. Hoàng Văn Trưởng, tức là Hải Dương thì hay gọi là Trưởng Hàng. Thì Hàng là tên của bố. Thì Trưởng là người thuộc dân xã hội, đã có tiếng ở Hải Dương với một cái quá khứ cũng tương đối là
bẻ giày về thành tích vào tù ra tội. Qua công tác nắm tình hình, chúng tôi xác định đối tượng Hoàng Văn Trưởng là đối tượng cộm cán hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Dương. Đối tượng Hoàng Văn Trưởng là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự và thường tụ tập các cái đối tượng trên địa bàn và đối tượng ở các cái địa bàn lân cận thành ổ nhóm hoạt động mang tính chất ổ nhóm và thường bảo kê các cái cơ quan doanh nghiệp hoặc cho vay với lãi suất cao. Đối tượng Hoàng Văn Trưởng có những cái mánh khóe và những cái xảo quyệt để tìm mọi cách đối phó với lực lượng chức năng khi thực hiện các cái hành vi vi phạm. Qua công tác nắm tình hình thì chúng tôi xác định đối tượng Hoàng Văn Trưởng là đối tượng cần phải đấu tranh làm rõ và xử lý trong thời gian sớm nhất để ổn định tình hình địa phương. Hoàng Văn Trưởng, tức là Trưởng Hàng, sinh năm 1984, trú tại 345 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Đây là đối tượng lưu manh cộm cán bậc nhất ở tỉnh Hải Dương với nhiều tiền án tiền sự, chuyên bảo kê, đòi nợ thuê và các hành vi theo kiểu mặt trái của xã hội. Ngay từ năm 2005, Hoàng Văn Trưởng đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hải Dương xử phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo vì tội đánh bạc. Năm 2010 tiếp tục bị bắt giữ với tội danh gây rối trật tự công cộng và đã phải lĩnh án 30 tháng tù giam. Đến năm 2015, Hoàng Văn Trưởng bị xử phạt 3 tháng tù giam vì tội bắt người trái pháp luật. Một năm sau, tháng 9 năm 2016, Hoàng Văn Trưởng tiếp tục vi phạm pháp luật và bị xử phạt 5 tháng tù vì tội gây rối trật tự công cộng. Ra trại từ tháng 3 năm 2019, Hoàng Văn Trưởng lôi kéo nhiều đối tượng có tiền án tiền sự nuôi ăn tại nhà giúp việc cho mình. Và cũng để dương oai tạo thanh thế, sức mạnh khi giải quyết các công việc của dân anh chị. Để che mắt cơ quan chức năng, Trưởng thành lập công ty đầu tư và phát triển Đại Lợi do y làm giám đốc. Tuy nhiên đây chỉ là công ty bình phong, thực chất doanh nghiệp này không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Khoác trên mình cái mác doanh nghiệp thành đạt với biệt thự và xe sang, Trưởng luôn biết cách ẩn mình và tạo ra các vỏ bọc. Khi nhận được những hợp đồng đòi nợ thuê hoặc thực hiện các hành vi vi phạm khác, Trưởng không bao giờ trực tiếp ra tay. Y chỉ đứng sau chỉ đạo đàn em, còn bản thân luôn tạo ra chứng cứ ngoại phạm trong trường hợp bị xử lý. Thì đối tượng Hoàng Trưởng hầu như là không xuất hiện tại các cái nơi gây án, mà thường là chỉ đạo các đàn em. Các đàn em thì có đàn em ở tỉnh ngoài, có đàn em ở trong tỉnh. Thì cái việc giả dựng và nhận diện các đối tượng gây án là rất khó khăn đối với cái cơ quan điều tra. Xác định đấu tranh với loại tội phạm này thì phải luôn cẩn trọng, tránh nóng vội, rút dây động rừng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương quán triệt đến từng điều tra viên, trinh sát viên phải luôn bình tĩnh, kiên trì trong thu thập và củng cố tài liệu. Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Cơ quan Công tác Nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương phát hiện chiếc xe ô tô Lexus 470 màu đen, biển số 34A20542 đang di chuyển trên địa bàn thành phố Hải Dương có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra phương tiện, cơ quan điều tra phát hiện có dấu hiệu của việc đục loại số khung số máy. Từ dấu hiệu nghi vấn ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương tiến hành tạm giữ phương tiện cùng với giấy tờ đăng ký đăng kiểm và tem kiểm định đều mang tên Hoàng Văn Trưởng, sinh năm 1984. Có địa chỉ tại phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Nhận định đây có thể là điểm mấu chốt để phá án, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương khẩn trương trưng cầu giám định các loại giấy tờ đã thu giữ từ vụ việc vi phạm hành chính kể trên. Thời gian được diễn ra hết sức khẩn trương vì rất có thể đối tượng Trưởng sau khi phát hiện sự việc sẽ bỏ trốn.
Các cuộc họp án liên tiếp được tiến hành. Các điều tra viên, trinh sát viên phải chạy đua với thời gian để vừa nắm bắt di biến động của đối tượng, vừa thu thập củng cố tài liệu chứng minh tội phạm. Các giám định viên cũng đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ. Cuối cùng, qua công tác giám định, phòng kỹ thuật hình sự phát hiện dấu hiệu làm giả biển số xe 34A20542, các dấu hiệu làm giả giấy đăng ký, giấy đăng kiểm, phương tiện mang tên Hoàng Văn Trưởng. Biển số xe, tem kiểm định, đăng ký xe và sổ kiểm định của xe ô tô là giả và đã kịp thời ra kết luận giám định, thông báo cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Dương biết để có những biện pháp điều tra tiếp theo. Nhận định đây là sự việc phức tạp, cần xác lập chuyên án để có sự chỉ đạo xuyên suốt đồng bộ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Những thông tin từ các điều tra viên, trinh sát viên liên tục được gửi về ban chuyên án. Các cuộc họp liên tục được diễn ra bất kể ngày đêm. Các thành viên ban chuyên án đưa ra nhiều giả thiết. Các tổ đội cùng phối hợp triển khai chi tiết từng phương án. Tuy nhiên, điểm mấu chốt khó khăn là chứng minh được sự liên quan của đối tượng Hoàng Văn Trưởng với hành vi phạm tội. Chứng minh đồng bộ tài liệu để có thể bắt giữ đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Đây thực sự là điều mà các thành viên ban chuyên án trăn trở nhất. Để mà đấu tranh làm rõ các hành vi của đối tượng thì phải có đầy đủ chứng cứ và đấu tranh làm khuất phục ý chí của đối tượng Trưởng và các đối tượng khác thì các cái tình tiết, các cái tình tiết của vụ án mới được mở ra, mới được làm rõ. Đó, để mà khuất phục được đối tượng Trưởng này thì các điều tra viên cũng phải nghiên cứu hồ sơ rất rõ ràng để từng bước đấu tranh, đấu trí với đối tượng Trưởng này để khuất phục đối tượng Trưởng khai nhận cái hành vi phạm tội của mình. Thành phố Hải Dương những ngày cuối năm dương lịch 2020, trong khi người dân chuẩn bị đón Tết dương lịch 2021, thì các thành viên ban chuyên án vẫn miệt mài làm việc. Ngày 30 tháng 12 năm 2020, một sự kiện vô tình diễn ra, mang tính chất mở nút cho ban chuyên án. Đó là sự kiện một nhóm người đi hát karaoke nhưng vào nhầm nhà của Hoàng Văn Trưởng tại số 345 đường Ngô Quyền, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Với bản tính hung hăng, côn đồ sẵn có trong người, sau khi lời qua tiếng lại, Hoàng Văn Trưởng đã cùng đàn em dùng hung khí tấn công nhóm người đi nhầm nhà, tạo ra vụ gây rối chấn động khu phố. Cái khó nhất đó là phải tìm được cái điểm đột phá. Khi bắt giữ, thời điểm nào bắt giữ được. Đấy, và dùng tài liệu nào làm tài liệu, làm đấu tranh, khuất phục được đối tượng. Cái sau khi mà dựng lên cái băng nhóm Hoàng Văn Trưởng này rồi, thì là lãnh đạo công an tỉnh cũng như là lãnh đạo của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, lãnh đạo công an thành phố cũng nhận định đối tượng này là đối tượng là sẽ ngoan cố, kiên quyết che giấu hành vi phạm tội của mình. Khi mà chưa có đầy đủ chứng cứ chứng minh cái hành vi phạm tội của đối tượng thì sẽ rất khó khăn trong cái việc là bắt giữ cũng như là xử lý. Thì với phương châm là phải đánh đúng, đánh trúng và đánh triệt để thì là lãnh đạo đã chỉ đạo là khi thời cơ chín muồi thì sẽ phải mới thực hiện bắt giữ đối tượng. Nhận định thời cơ chín muồi đã đến, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với công an thành phố Hải Dương tiến hành bắt giữ Hoàng Văn Trưởng và đồng bọn để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Từ đây, hàng loạt hành vi gây rối của các đối tượng đã được làm sáng tỏ.
sau khi xác định đối tượng Hoàng Văn Trưởng gây ra vụ án gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố, thì được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh và chúng tôi đã chỉ đạo các đồng chí điều tra viên dày dặn kinh nghiệm để tiến hành thu thập các tài liệu chứng cứ trong một thời gian ngắn để tiến hành bắt giữ Trưởng, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Vụ thứ nhất, làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Năm 2017, Hoàng Văn Trưởng trúng đấu giá chiếc xe ô tô Lexus 470 màu đen tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản Hải Dương. Sau đó, làm thủ tục đăng ký tại Phòng Cảnh sát Công an tỉnh Hải Dương, được cấp biển số 34A20542. Sau đó, Trưởng mang cấp xe này cầm cố cho Nguyễn Hoài Linh, sinh năm 1982 ở Phù Lục, Ân Thi, Hưng Yên, để vay 500 triệu đồng. Khi cầm cố xe, Trưởng đưa giấy đăng ký, đăng kiểm cho Linh cầm. Thời gian sau, Trưởng thanh toán cho Linh số tiền vay để lấy xe ô tô và giấy tờ ra. Cuối năm 2017, Trưởng bán chiếc xe ô tô cho Lê Văn Hậu ở thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Năm 2018, Trưởng không có xe ô tô để đi lại nên hỏi Nguyễn Hoài Linh. Linh đồng ý và mang cho Trưởng chiếc xe ô tô Lexus 470 màu đen, biển 34A20542 cùng bộ giấy tờ đăng ký đăng kiểm đều mang tên Hoàng Văn Trưởng. Trưởng ngạc nhiên vì chiếc xe và giấy tờ trùng khớp với chiếc xe mà mình đã bán trước đó, thì Linh cho biết đây là giấy tờ xe giả Linh làm giống với chiếc xe cũ của Trưởng để dễ đi lại, đỡ bị kiểm tra. Trưởng biết giấy tờ mà xe Linh đưa là giả, nhưng vẫn cầm để sử dụng và mua chiếc xe ô tô này với giá 500 triệu đồng. Khi giao xe và tiền, hai bên không làm hợp đồng và cũng không có ai chứng kiến. Tháng 9 năm 2019, để có tiền tiêu, Trưởng đã mang chiếc xe cùng với bộ giấy tờ giả nói trên lừa cầm cố cho chị Lê Thị Ngọc Loan ở thành phố để lấy 500 triệu đồng. Tháng 11 năm 2020, khi chiếc xe đang lưu thông thì bị Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hải Dương phát hiện và xử lý. Vụ thứ hai, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Từ hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, lần theo vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã chứng minh làm rõ hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản của Hoàng Văn Trưởng. Xuất phát từ việc sử dụng chiếc xe không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đã đục lại số khung, số máy cùng với bộ giấy tờ giả. Hoàng Văn Trưởng đã cầm cố cho chị Lê Thị Ngọc Loan lấy 500 triệu đồng. Khi nhận xe và bộ giấy tờ giả nêu trên, bản thân chị Loan không hề biết đây toàn bộ là giấy tờ giả, nên mới giao tiền cho Trưởng. Đến hạn trả nợ, chị Loan đã yêu cầu Trưởng thanh toán, nhưng viện nhiều lý do khác nhau để trì hoãn việc trả nợ. Cơ quan điều tra đã trích xuất dữ liệu ngân hàng để làm rõ, trong suốt thời gian hơn một năm, từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020, số tiền được chuyển vào tài khoản của Trưởng từ nhiều nguồn khác nhau lên tới hàng tỷ đồng. Số tiền này Trưởng dùng vào nhiều mục đích khác nhau, trong đó có cả đánh bạc trực tuyến mà không thanh toán khoản nợ cho chị Lê Thị Ngọc Loan. Vụ thứ ba, cưỡng đoạt tài sản. Tháng 6 năm 2020, chị Lương Thị Thanh Tâm, sinh năm 1974 tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, ký hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý chất thải nguy hiểm, chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt trong công ty Xinjiang Methan có địa chỉ tại khu công nghiệp Đại An, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương. Trưởng không có chức năng nhiệm vụ gì trong việc thu gom rác thải của công ty Xinjiang Methan, nhưng Trưởng muốn ai vào công ty này để thu gom xử lý rác phải đưa tiền, trao đổi với Trưởng thì mới được làm. Ngày 28 tháng 9 năm 2020, Trưởng chỉ đạo Trần Khắc Úy, Trần Thanh Thức và một số đối tượng khác đi ô tô đến trước cổng công ty Xinjiang Methan, mục đích là ngăn chặn, không cho xe chở rác của chị Lương Thị Thanh Tâm ra ngoài, đồng thời gây sức ép buộc chị Tâm phải nộp cho Trưởng 30 triệu đồng mỗi tháng thì mới được thu gom vận chuyển phế thải. Sau khi bị Trưởng và đồng bọn ép buộc nhiều lần, trước hành vi côn đồ hung hãn của nhóm đối tượng, ngày 27 tháng 11 năm 2020, chị Tâm đã chuyển 80 triệu đồng vào tài khoản do Trưởng chỉ định. Không thỏa mãn với số tiền trên, Trưởng tiếp tục chỉ đạo đàn em tìm gặp và đánh chị Tâm, bắt phải chuyển đủ 150 triệu đồng thì Trưởng mới đồng ý.
Do quá sợ hãi, ngày 21 tháng 12 năm 2020, chị Tâm tiếp tục chuyển cho Trưởng số tiền 50 triệu đồng. Tổng số tiền là 130 triệu đồng chiếm đoạt được, Trưởng sử dụng vào mục đích cá nhân. Hành vi của Hoàng Văn Trưởng đã đủ yếu tố cấu thành tội chiếm đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Cái giá phải trả. Ngày 18 tháng 5 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương đưa vụ án Hoàng Văn Trưởng và đồng bọn ra xét xử sơ thẩm với các tội danh mà Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố, đó là tội làm giả, sử dụng giấy tờ giả của cơ quan tổ chức, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và chiếm đoạt tài sản. Đối với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tòa án nhận định Hoàng Văn Trưởng biết rõ chiếc xe mà y sử dụng là không hợp pháp và các loại giấy tờ xe là giả, nhưng vẫn mang đi cầm cố, lừa chị Loan để vay 500 triệu đồng, rồi chiếm đoạt. Hành vi này đã đủ để cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ những chứng cứ có trong vụ án, Tòa Nhân dân tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt Hoàng Văn Trưởng 14 năm tù về tội chiếm đoạt tài sản, 7 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, 4 năm tù về tội làm tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt cho 3 tội danh là 25 năm tù giam. Tổng hợp hình phạt 46 tháng tù giam mà Hoàng Văn Trưởng đã bị tuyên án trước đó trong vụ cố ý gây thương tích, buộc Hoàng Văn Trưởng phải chấp hành hình phạt chung của bản án là 28 năm 10 tháng tù giam. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt là ngày 2 tháng 1 năm 2021. Các bị cáo Trần Khắc Quý, Trần Thanh Thức, Phùng Đức Tâm lần lượt bị tuyên phạt từ 6 đến 8 năm tù giam. Đây là hình phạt thích đáng cho hành vi coi thường pháp luật của các đối tượng hoạt động theo kiểu băng ổ nhóm. Bài học rút ra từ cái chuyên án này là phải nắm chắc cái tình hình trên địa bàn. Khi mà phát hiện cái đối tượng manh nha hoạt động băng ổ nhóm, chúng ta cần phải là có những cái biện pháp, có những cái phương hướng đấu tranh triệt để cảnh tỉnh để cho các cái trong từng lĩnh vực, trong từng khu vực để các đối tượng khác đấy thấy đấy là một bài học để không thực hiện cái hành vi vi phạm pháp luật. Sau khi bắt giữ Trưởng thì trên địa bàn thành phố nhận được rất nhiều cái sự quan tâm của nhân dân, đánh giá rất cao về công an thành phố Hải Dương đã bắt giữ được cái ổ nhóm đã gây ra một số những cái vụ án nghiêm trọng trên địa bàn thành phố. Kính thưa quý vị và các bạn, triệt phá thành công băng nhóm Hoàng Văn Trưởng, tức Trưởng Hàng, là chiến công xuất sắc của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương, được chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Đây cũng là bó hoa tươi thắm nhất của công an tỉnh Hải Dương chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam. Đến đây, chương trình Hành trình phá án của truyền hình Công an Nhân dân kỳ này cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.